Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga chính thức phản công lớn ở quốc. Tại quốc, quân đội Nga lại bắt đầu phản công đột phá trên nhiều hướng và theo các nhà quan sát quân sự, lực lượng Kiev đã rút chạy từ bỏ vị trí ở Olkovka và Makhvevka do nguy cơ bị bao vây. Theo hướng Kupian, lực lượng Moscow đang đột phá trên tuyến phòng thủ Ukraine tại Petropavlivka và giao tranh đang diễn ra ở giữa làng. Ở Pokrovka, quân đội Nga đang tiến hành thêm các cuộc đột kích trên bộ ở phía nam của làng Selidovo, cải thiện vị trí để vượt qua thành phố từ phía nam. Phía bắc Ulenda, tức Volenda, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo các cánh đồng và quân đội Nga đã chiếm thêm các vành đai rừng. Theo kênh Redova, cũng xác nhận Nga đang phản công lớn ở vùng quốc. Theo đó, sau một thời gian dài trì hoãn do quân đội Ukraine bất ngờ đột kích vào quận Gluskovsky, mọi việc cuối cùng đã tiến triển. Minh chứng là đoạn phim ghi lại trận chiến khốc liệt của các xe bọc thép Nga gần làng Zeleny Simka. Đây là điểm kiểm soát trên đường cao tốc Suza-Korenevo, hay còn gọi là con đường xanh. Trong khi đó, đợt tan băng vào tháng 10 đang đến gần. Điều này sẽ tạo thêm một vết thương cho cả hai bên. Vì vậy, lực lượng Moscow dường như đang tranh thủ từng giờ, từng phút để đẩy nhanh tốc độ nhằm đánh bật đối phương ra khỏi lãnh thổ. Dự kiến trong tuần tới, giao tranh tại vùng quốc sẽ rất ác liệt bởi Kiev muốn giữ các khu vực đã chiếm càng lâu càng tốt, còn Nga thì đã hạ quyết tâm tiêu diệt nhóm xung kích quân đội Ukraine sớm nhất có thể. Kênh Reuters cho biết tình hình chi tiết hơn ở quốc. Theo đó, lực lượng Moscow đã phát động đợt phản công lớn vào một số khu vực ở các quận Korenevo và Suza. Các nhóm quân đội Nga tiên phong vào cuối ngày 10 tháng 10 đã đến Zeleny Sviat. Điều này cho thấy ít nhất đã có bước đột phá trong một phần vào tuyến phòng thủ đối phương. Tại quận Gluskovo, quân đội Nga đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương về phía nam Vesnaya, tìm cách ngăn chặn các đội hình Kiev tiến về phía xa lộ 38N052 dẫn đến trung tâm quận. Bất chấp khó khăn ở các khu vực, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục xâm nhập tại đây. Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow đã phát động nhiều cuộc tập kích vào các vị trí quân đội Ukraine. Nhiều nhóm thiết giáp Nga đã được ghi nhận đang truy đuổi một xe tăng đối phương ở phía tây bắc của Zeleny Lyak. Khu định cư này chỉ cách tuyến đầu được đánh dấu trước đó gần Lyubimovka chưa đầy 5 km. Trong khi nhóm thiết giáp Nga đang di chuyển từ phía bắc, quân đội Nga đã đột phá tuyến phòng thủ Ukraine ở phía bắc tại khu vực Kremlya và thực sự cắt đứt điểm nhô ra trên mặt trận, chọc sâu vào Korenevo và Olkovka. Tại quận Suza, lực lượng Moscow cũng đã tiến lên ở một số khu vực và đạt được những thắng lợi về mặt chiến thuật. Theo một số báo cáo, họ đã chiếm lại khu định cư Novaya Sorochina và đang tiến về Malaya Novaya. Cũng có báo cáo về một cuộc đột phá sâu của quân đội Nga vào tuyến phòng thủ đối phương ở một khu vực nhưng vẫn chưa thể đánh giá quy mô của phản công và tin đồn về việc tiếp cận vùng ngoại ô phía bắc của Suza có vẻ quá lạc quan. Cùng lúc đó, ở phía tây thành phố UAV Inokhodet, Orion của Nga lại xuất kích diệt mục tiêu quân đội Ukraine. Điều này có thể chỉ ra sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Có báo cáo từ hiện trường cho biết quân đội Nga cũng đã có những bước tiến đáng kể ở khu vực Blekhovo theo hướng Ulanov và Borok, nhưng vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết nào về cuộc tấn công. Thành công trong cuộc tấn công kép của quân đội Nga ở quận Korenovo có thể dẫn đến việc bao vây một cụm lực lượng Kiev hùng hậu. Nhưng để làm được điều đó, Nga vẫn cần phải giành lại thêm một số khu định cư khác đã bị đối phương chiếm và củng cố từ lâu. Torres sụp đổ, Ukraine rút lui. Tại Sevilla, vị trí địa lý cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát được phần phía đông Hryhorivka. Theo các nhà quan sát quân sự ủng hộ Nga, lực lượng Moscow cũng đã giành được chỗ đứng ở ngôi làng phía tây Seribyanka. Tuy nhiên, liên quan đến vị trí địa lý mới nhất tại Sevilla, blogger người Nga đã công bố một báo cáo, trong đó tuyên bố rằng những thành công mới nhất của quân đội Nga là không đúng sự thật. Theo ông, lực lượng Moscow được cho là đã rời khỏi Hryhorivka sau khi dương cờ và các ngôi làng VMK và Vekhono Kamian cũng được cho là nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.
Dù vậy, bất chấp những thông tin trái ngược, đa phần các nhà quan sát người Nga cho rằng những thành công đã được thực hiện. Ở Donetsk, quân đội Nga đã phá vỡ được hàng phòng ngự của đối phương. Vị trí địa lý cho thấy quân đội Nga đã gần như chiếm được hoàn toàn quận Sabaka. Họ cũng giành được các vị trí ở trung tâm và xâm nhập vào khu mỏ. Trên hướng Poprocker, các cuộc tấn công của lực lượng Moscow vẫn tiếp tục ở Kurakov. Các nguồn tin từ Ukraine xác nhận rằng quân đội Nga đã giành được chỗ đứng ở rìa phía đông của làng Novoselydivka, trong khi Hynik đang trên bờ vực bị bao vây. Kênh Reduka xác nhận sau một thời gian dài tấn công vào Zabaika, lực lượng Moscow đã chiếm phần lớn khu vực này và do đó tiến gần hơn đến việc kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Quân đội Ukraine đang rút lui nhưng họ vẫn kiên quyết giữ một cứ điểm để câu giờ với ý đồ chống lại sự bao vây Donetsk từ phía Tây. Tuy nhiên, dường như quyết định này của Ukraine đã quá muộn. Ngoài ra, có báo cáo từ Vương quốc về việc Nga giành lại hai khu định cư. Tuy nhiên, mùa thu và đợt tan băng sắp tới khiến thời gian cho những đòn tấn công thần tốc ngày càng ít đi. Pháo kích ồ ạt ở Kursk. Báo cáo vào tối ngày 9 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có 119 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận. Hoạt động quân sự vẫn diễn ra với cường độ cao ở hướng Kurakov và Poprocker. Báo cáo có đoạn, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 3 quả đạn, 58 cuộc không kích, thả 104 bom KAB và cũng triển khai 694 UAV. Đồng thời, họ cũng đã thực hiện 3.324 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương. Quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động trên mặt trận quốc. Theo dữ liệu thống kê, Nga đã thực hiện 7 cuộc không kích, sử dụng 15 bom KAB và tiến hành 165 cuộc pháo kích ở quốc. Các hoạt động quân sự vẫn diễn ra với cường độ cao theo hướng Poprocker. Số lượng các cuộc đụng độ đã tăng lên 25. Hướng Kurakov chứng kiến số lượng lớn nhất các cuộc đụng độ quân sự với cường độ khác nhau. Tính đến thời điểm 22 giờ ngày 9 tháng 10, đã ghi nhận 31 nỗ lực chiếm giữ các vị trí của chúng tôi, trong đó có 3 nỗ lực vẫn đang diễn ra. EU nhất trí khoản vay 35 tỷ euro cho Ukraine. European Pravda đưa tin, Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ tài chính vĩ mô lên tới 35 tỷ euro, tương đương với 38,3 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là một phần của khoản vay từ nhóm G7, trong đó thu nhập từ tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được sử dụng. Theo đó, EU đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine một khoản vay đặc biệt lên tới 35 tỷ euro và một cơ chế hợp tác tín dụng sẽ giúp cho Ukraine trả các khoản vay lên tới 45 tỷ euro từ EU và các đối tác G7. Đây là phần chia sẻ của châu Âu trong khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ, tương đương là 45 tỷ euro từ G7. Khoản vay này sẽ được trả bằng thu nhập trong tương lai từ tài sản bị đóng băng của Nga, một ý tưởng mà các nhà lãnh đạo nhất trí vào hồi tháng 6. Hungary liên tục đe dọa sẽ chặn quyết định này cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Reuters trích dẫn các nhà ngoại giao giấu tên cho biết EU đã đề xuất gia hạn thời gian xem xét các lệnh trừng phạt từ 6 lên 36 tháng, nhưng Hungary không muốn đưa đề xuất này lên các đại sứ EU để thảo luận. Theo các nguồn tin tương tự, cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Hệ thống phòng không Iris-T đã đến Ukraine. Theo hãng tin RND, Ukraine đã nhận được hai hệ thống phòng không Iris-T từ Berlin vào tuần trước. Thiếu tướng Đức Justin Frending cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 9 tháng 10, Đức đã đặt hàng thêm 17 hệ thống tên lửa phòng không Iris-T cho Ukraine. Cho biết vào ngày 4 tháng 9, ngoài 7 hệ thống khác được chuyển giao, ông cho biết Ukraine sẽ nhận thêm 2 hệ thống nữa vào cuối năm nay. Theo báo cáo vào tháng trước, đến năm 2026, Ukraine sẽ nhận được 24 hệ thống Iris-T từ Đức, gồm 12 hệ thống tầm trung và 12 hệ thống tầm ngắn. Ukraine đã vận động các đối tác quốc tế tăng cường năng lực phòng không sau khi Nga đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ban đầu là một đối tác do dự, Berlin đã trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức vẫn còn ngần ngại cung cấp một số vũ khí then chốt, cụ thể là tên lửa tầm xa Taurus.
người nước ngoài sẽ được làm sĩ quan quân đội Ukraine. Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép người nước ngoài được phục vụ trong lực lượng vũ trang với vị trí sĩ quan. Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Seliniak thông báo rằng quốc hội nước này đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài và người không có quốc tịch được phục vụ trong lực lượng vũ trang theo hợp đồng ở vị trí sĩ quan. Tổng cộng có 276 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo luật số 12.023 có tên sửa đổi một số luật của Ukraine liên quan đến thủ tục nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng của người nước ngoài và người không có quốc tịch trong lực lượng vũ trang Ukraine. Cục vận tải đặc biệt của nhà nước và vệ binh quốc gia Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, trong hơn 2,5 năm chiến sự nổ ra với Nga, chúng ta đã chứng kiến nhiều người nước ngoài tham gia lực lượng phòng vệ của Ukraine, chứng minh khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phức tạp trên chiến trường. Hôm nay, Quốc hội đã thông qua một dự luật quan trọng do Bộ Quốc phòng đề xuất mở đường cho việc gia tăng số người nước ngoài ký hợp đồng sĩ quan trong lực lượng vũ trang Ukraine. Ông cho biết trước đây, người nước ngoài chỉ có thể phục vụ ở các vị trí cấp bậc thấp và trung sĩ, nhưng luật mới sẽ cho phép họ làm sĩ quan, động thái nhằm làm tăng cường tiềm năng nhân sự của quân đội Ukraine. Bản giải trình cho dự thảo luật nêu rõ nhu cầu sửa luật phát sinh do tình hình phức tạp trên tiền tuyến đòi hỏi phải tăng đáng kể số lượng quân nhân chiến đấu trong lực lượng vũ trang Ukraine và các lực lượng quân sự khác. Đặc biệt, dự thảo luật bao gồm việc tiến hành các biện pháp huy động bổ sung và khuyến khích tất cả cá nhân có chuyên môn quân sự và kinh nghiệm chiến đấu liên quan tự nguyện nhập ngũ theo hợp đồng, bao gồm cả người nước ngoài và người không quốc tịch. Kiev tuyên bố người nước ngoài tham gia chiến đấu đều tình nguyện gia nhập hàng ngũ Ukraine vì cùng chung ý thức hệ. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết công dân từ hơn 50 quốc gia đã gia nhập quân đội nước này kể từ khi xung đột nổ ra, bao gồm các cựu chiến binh từ Mỹ, Anh, Australia, châu Âu và nhiều nước khác. Trong khi đó, Nga coi lực lượng này là những tay súng đánh thuê và cáo buộc các quốc gia phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tuyển dụng cựu binh của họ. Tuy nhiên, NATO đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định không phải một bên tham gia cuộc chiến. Nga nhấn mạnh rằng, theo luật nhân đạo quốc tế, lính đánh thuê không được hưởng quyền lợi như tù nhân chiến tranh. Theo thông báo vào hồi tháng 9 của Quốc phòng Nga, có hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cho phía Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Và tính tới tháng 7 thì có 6.000 người trong số đó đã thiệt mạng, Nga cho biết thêm. Trao đổi với hãng tin RIA Novosti vào ngày 29 tháng 8, ông Rodion Miromich, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết quân đội Nga được giao nhiệm vụ thu thập thông tin chi tiết về lính đánh thuê ở Ukraine. Tính đến hôm nay, thì hơn 4.000 lính đánh thuê đã được xác định cùng với tất cả dữ liệu cần thiết. Trong một số trường hợp, tất cả các cuộc điều tra trước khi xét xử đã được hoàn tất. Nga bác tin binh sĩ Triều Tiên đến Ukraine tham chiến. Nga bác bỏ những tin đồn rằng các quân nhân Triều Tiên đang hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo chí vào hôm 10 tháng 10, thông tin cho rằng quân nhân Triều Tiên đang chiến đấu cùng lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là không đúng sự thật. Vào đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un cho rằng Bình Nhưỡng có thể cử lực lượng chiến đấu cho Nga sau khi nước này ký một hiệp ước an ninh chung với Moscow. Ông Kim mô tả khả năng triển khai như vậy là rất có thể và cho rằng một số binh lính Triều Tiên dường như đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Ukraine. Có vẻ đây là một thông tin thất thiệt khác, ông Peskov trả lời khi được yêu cầu bình luận về tin đồn. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều Tiên được ký kết vào hồi tháng 6 trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Vladimir Putin có tác dụng thay thế một số thỏa thuận trước đó giữa hai nước. Nó cũng có một điều khoản về việc cung cấp hỗ trợ quân sự lẫn nhau, nhưng chỉ trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng thỏa thuận mới giữa hai nước phản ánh lập trường phòng thủ đơn thuần và chỉ những ai có kế hoạch tấn công Nga hoặc Triều Tiên mới phản đối. Nga tuyên bố thỏa thuận này không nhằm chống lại Hàn Quốc hay bất cứ bên thứ ba nào khác, mà như một lời cảnh báo tới các nước muốn dùng biện pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó đã xuất hiện một số tin đồn về việc Triều Tiên đưa quân sang Ukraine tham chiến, nhưng Nga đã nhiều lần bác bỏ. Ông Putin tháng trước nhấn mạnh đây là những tin tức hoàn toàn vô nghĩa.